có một chuyến đi dọc từ Đồng Tháp, Sa Đéc qua bên An Giang, Long Xuyên để mà trải nghiệm du lịch và ẩm thực ở nơi này. Thì sẵn đây thì cũng giới thiệu sơ về kênh của mình luôn. Là hôm trước có một số bà con cô bác đó, thì thấy là comment, ủa sao biết kênh của bạn thì toàn là cái ăn không à, suốt ngày vô thấy toàn là ăn. Dạ bởi vì kênh của Thùy là kênh chuyên về ẩm thực du lịch ạ, cho nên chắc chắn là nội dung trên kênh của Thùy xuyên suốt sẽ có về những nội dung là về văn hóa nè, du lịch nè và ẩm thực là chính. Thì sẽ review ẩm thực ở những nơi mà Thùy đi qua, cũng như là giới thiệu về văn hóa, phong tục tập quán hay là lễ hội của địa phương, và kèm theo đó là sẽ các chị em thỉnh thoảng sẽ nấu những cái món ăn ngon và chia sẻ với bà con cô bác ạ. Hôm nay thì mình đang ở Đồng Tháp, Sa Đéc mà mình chưa ăn sáng đúng không? Dạ. Bây giờ chị sẽ dẫn tụi em đi ăn thử ở một cái quán này. Nó là một cái quán mà Đồng Tháp tụi em có biết, Sa Đéc Đồng Tháp tụi em biết có cái gì đặc biệt không? Dạ có hủ tiếu, có bánh tầm bì, có gì nữa mày? Có sen. Thường là ví dụ như Sa Đéc mà ăn thì em suy nghĩ tới là hủ tiếu thôi. Hủ tiếu rất là nổi tiếng luôn. Không, hủ tiếu thì lần trước mình ăn rồi. Dạ. Nên hôm nay chị sẽ dẫn tụi em ăn bánh tầm bì. Đã quá. Tới rồi nè. Giờ mình vô mình ăn thử đi, cái quán này cũng lâu năm ở Sa Đéc lắm rồi đó. Dạ. Đây. Đây là quán bánh tầm bì của Sa Đéc. Đó. Có rất là nhiều luôn, có rất là nhiều món luôn, không riêng gì bánh tầm bì. Có bì cuốn nè, chả cuốn nè, bánh cống nè, bánh tầm, bún thịt xào, bánh mì ốp la, bánh... Nói chung nhiều lắm, tụi em ăn gì? Em ăn gì? Chị thì chị ăn bánh tầm bì gì đó, vô quán bánh tầm bì là phải ăn bánh tầm bì. Dạ cho con một bánh tầm bì nha chú. Rồi mấy đứa ăn gì? Để em trời ơi khó chọn món. Quá. Mình ăn hết luôn được không chị? Được. Ăn gì? Chị muốn ăn thử bánh tầm bì cho biết. Ừ thì vô quán tầm bì thì mình sẽ ăn thôi, em thích ăn diện đó. Em cũng ăn bánh tầm bì. Hai bánh tầm bì. Em ăn gỏi cuốn. Một phần gỏi cuốn, em ăn cuốn nha. Dạ. Mẹ ăn gì? Em đang dưỡng heo quá chị. Tóm lại mẹ ăn gì? Em ăn gỏi cuốn mà hơi không? Ít thôi. 5 cái cuốn. Không hết hả? Dạ không. Thôi 5 cái cũng được. Là sao? Hai tầm bì, một gỏi cuốn, em làm mắm. Em ăn bún thịt xào. Bún thịt xào với mẹ ăn gì? Dạ em ăn bánh ướt. Cho một chú ơi. Chị vậy là cho em hai bánh tầm bì nè, một bánh ướt, một bún thịt xào với 5 cái gỏi cuốn. Dạ. Dạ rồi. Vậy em qua vô trong ngồi ha, chị mang vô em nha. Rồi đi mình vô trong ngồi mới đó. Cái này ăn với cốt dừa hả mọi người? Dạ đúng rồi chị. Rồi ăn với nước mắm nữa hả? Đúng luôn. Ăn lạ quá vậy ta. Cho em cái con gì? Ba cái đi ha. Dạ. Cống hả? Đứa nào vậy? Đứa nào mà xô dọn xô chứ hả? Cho chị xin chén bấm đi. Đủ combo luôn rồi. Gì lên? Anh có nước chấm mà. Nãy 5 cái bánh 5 cái gỏi cuốn em chê nhiều quá mà không hết. Bây giờ em kêu thêm 3 bánh cống nữa hả? Em định bonus thêm dĩa bánh nước nữa. Nè. Em ít ăn quá ha. Nhớ không? Gian vô luôn hả? Dạ, bây giờ lạ quá ta. Chị bữa anh Linh đang bị mút. Mà giờ anh Linh ăn có nhiêu đó à? Không, anh ăn rau không mà. Đi ăn hàng lần thì nó rút. Bây giờ cái nó hết rút rồi. Dạ, hồi nãy em còn nghe nói là Linh giảm cân nữa đó chị. Giảm theo lên cái cân. Giảm bước lên cái cân. Linh, chị truyền cho em kinh nghiệm nè. Em đừng bao giờ nói giảm cân. Tại vì em càng nói là nó sẽ càng lên. Em thấy chị không? Đâu. Em thấy chị không? Em thấy chị là cái gương không? Rồi, mời mọi người. Dạ, mời bà con cô bác ạ. Dạ, em mời con cô bác. Mọi người mời bà con cô bác. Đã ghê luôn á. Cả nhà ăn điểm. Ăn bánh này mà ăn với nước mắm còn nước cốt dừa nên chị thì cũng thấy lần đầu tiên ăn vậy luôn. Để thử coi. Bánh tầm nó làm từ một gạo đúng không chị? Bánh tầm, ừ. Cái này như bún hả? Ờ, giống như là
chị nghe nói bánh tầm chị nghĩ là cái sợi nó phải to to bự không, hình diễn giống như là sợi bún vậy, bà con cô bác để thì ăn thử. Bởi vì có bì, áo lên cái vị có bì, chứ nếu không là ăn cảm giác y như ăn bánh nước vậy. Nhưng mà cũng ngon lạ miệng, mà con cô bác để thì ăn với miếng nước cốt dừa người ta thấy. Ở đó giờ thì ăn thường là sẽ không có trộn nhiều thứ lại, mà ăn cái nào là chỉ ăn nó đơn giản là ít vị á. Mà chuyến này vừa nước mắm mà vừa nước cốt dừa thì cũng lạ thiệt. Mà thôi kệ, ăn thử để biết. Rồi ăn nóng dữ lắm. Ôi coi bếp tôi được chị. Quá trời luôn. Chị hâm mộ em rồi đó bếp tôi. Bếp tôi đang ớt chiều cơm mà. Tính ra hôm nào á mà chè chè không có đồ ăn á, cho tôi nhắm ra vừa thấy ớt vừa ngồi ăn chấm rớt ra. Ngoài em á chị có một cái món á là em hay gọi là sinh tố ớt. Là người ta ép ớt thành một cái nước, thành nước giống như mình đi xay sinh tố ép nước á chị. Hai cái nước nó ăn cay. Trời ơi. Dạ, là gọi là nước là ớt á. Ớt cay luôn á hả? Dạ, là cái ớt cay luôn, xong rồi ép ra là thành nước, thành một cái món nước ớt. Nhưng mà cái đó là sẽ ăn kèm đồ mặn đúng không? Hay là hơn nghĩ là kiểu mình ăn thay vô cái nước mắm á chị. Ăn thay nước mắm. Mình có nước mắm không? Dạ có, là trộn nước mắm hoặc là muốn mặn là cho thêm nước mắm hoặc là cho thêm ruốc á. Mà em có ruốc á chị. Hôm nào mình đi Huế một chuyến đi ta. Thật ra là ẩm thực với lại văn hóa ngoài Huế cũng đa dạng phong phú lắm á, chị cũng thích lắm á, mà chưa có đi. Chị chưa ra Huế mình chưa. Nhà em là ở đâu? Em là ở huyện, em ở khu 3 gần biển Phụng An. Để mình xong hết hành trình miền Tây đi, cái mình thử mình đi miền Trung một chuyến đi, rồi cái mình đi ra miền Bắc, rồi mình đi qua những nước lân cận, nói chung mình sẽ đi khắp nơi để review giới thiệu văn hóa ẩm thực của từng nơi với bà con cô bác ạ. Ăn cũng được ha, cũng lạ miệng mà cũng ngon đó bà con cô bác. Nếu có dịp đi qua Sa Đéc đó bà con cô bác nhớ ghé ăn thử mà món bánh tằm bì này, nói chung là cũng rất là ngon, ăn lạ lạ miệng. Có ai ăn phụ em nặng nhiều cuốn. Nó hình như là chú ngoại ngon lắm, chị ăn phụ ngon lắm. Bánh cống của Linh kìa. Dạ. Ôi ôi. Cái bánh cống này nhìn lạ quá ha. Nó không giống như bánh cống bình thường mình hay thấy. Bánh cống bình thường của mình là nhiều bột. Dạ. Còn cái này thì nó như của mình là nhiều bột mà nó tròn tròn mẹt mẹt ở dưới nè, còn cái này nó dung lên rồi như nó có con tôm vậy. Cái thường thường bên mình cái bánh cống là cái chén á. Cho nên là nó giống cái chén. Ôi nãy em tưởng là bánh cống bỏ vô bánh nước. Bánh cống bỏ nước là sao? Giống như tinh Sài Gòn á. Ăn bánh nước có bánh cống chẳng có được. Sao một miếng bánh cống bỏ lên đúng không hả? Đúng rồi. À. Mỗi ngày bánh cống là cần thêm miếng bánh ướt bỏ vô không? Là em muốn là có thêm một cái bánh ướt ăn kèm bánh cống đúng không? Thôi, em ăn 5 cái gỏi cuốn với 3 cái bánh cống là vừa rồi. Vừa. Dạ rồi, cảm ơn chị. Đó, bỏ vô chua vô ăn. Đúng là từ ngày mà đi YouTube nè, em mới được đi nhiều nơi, ăn được nhiều món lạ. Chứ hồi trước chị ít đi lắm. Ít có đi đâu xa lắm. Hồi trước em cũng ít ăn lắm á chị. Nhưng mà từ lúc đi vậy mang rau ăn đủ thứ được rồi đó. Thật ra là cũng có nhiều cái hay lắm chứ bộ, mình biết được hơn nhiều thứ hơn, biết được nhiều nơi, nhiều món ăn hơn. Rồi về mình rút kinh nghiệm, mình nấu được ngon hơn. Giống như đi với chị là từ lúc mà đi á là em có vẻ là em nấu ăn nó đỡ hơn một tí. Mai so với hồi xưa á chị. Biết nấu hơn. Mai mai không biết nấu. Dạ đúng. Nghe rồi. Cái khúc mà nấu ăn hơn là hơi cứng cứng. Trời ơi, hôm qua là em tự chiên trứng ăn không á. Nhưng mà chị biết cái trứng sao không? Y chang như cái gì ta? Nó không phải là cái trứng. Nhìn nó không, hôm qua là Mai chiên trứng là có chụp gửi cho em coi. Thiệt sự là nào nhưng mà em không có biết cái đó là phải là
nếu mà mày không nói là em không biết cái trứng luôn á. Tại vì á, không phải gì nè, em cứ nghĩ trứng thường thường người ta sẽ đập vô người ta chiên lên. Hoặc là ta đánh nhanh ta để lên một lớp thôi, mỏng thôi. Nhưng hôm qua em đã sáng tạo món trứng xốp. Trứng mềm mềm xốp xốp á chị. Tại em mới biết là bây giờ trứng trứng là nó phải có nhiều cách á. Chứ hồi trước em đánh lên hả? Dạ đúng rồi. Em ăn trứng hấp chưa? Trứng hấp là em chưa ăn được. Trứng hấp rất là ngon. Em làm y hệt như là để chiên vậy đó. Nhưng mà em đánh cho thiệt là nhiều lên. Xong rồi em bỏ vô nồi em hấp lên. Nó không có dầu, nó không có bị ngán. Ăn rất là ngon. Để bữa nào em làm thử luôn. Đánh cho lên bộ. Không cần trắng nó sốt sốt sốt. Đúng rồi. Cũng thích ăn trứng sốt sốt á. Là em phải đánh cho thiệt nhiều lên. Mình làm thử rồi mình tự ăn nha, chứ đừng đưa ăn nha. Em để chị làm xong rồi chị mời em qua. Thôi 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 em không dám đâu. Không ăn cái trứng đó được, hút ra trứng anh. Đúng ăn, rồi. Ăn nhưng mà sợ nhiều khi trứng của chị Mai chỉ làm xong rồi ăn mình chuyển qua bệnh khác thôi. Hết bị luôn, chuyển qua bệnh khác. Nói cái gì vậy Linh? Chuyển qua đâu vậy vậy Linh? Là tóm là em có bị gút thiệt không? Dạ. Em tùy theo cái bữa đó. Bữa nào mà món ăn nó nhiều đạm quá là em sẽ bị gút. Như cái bữa mình đi ăn là có thiệt hả? Dạ. Thì mới bữa lớn rồi bị gút rồi trời. Bữa nào ăn nhiều đạm thôi. Không phải, ý của Linh nói là bữa nào mà cái món nào ngon là Linh không bị gút. Còn cái bữa nào mà mấy cái món mà sợ sợ thì Linh bị gút, Linh không ăn được. Vậy mà muốn ăn rau đi em, cho nó tốt. Có 2 giờ thôi, Linh ăn hết rồi. Đã ăn. Muốn nhiều rau cho Linh ăn nha, mọi người thịt thì ăn. Còn rau nhường hết cho Linh đi. Hôm nay là vô tư rau luôn. Đảm bảo không bị bước luôn. Linh nó không nói được, tại vì nó đang mất ăn. À, nãy giờ ăn nó phát hiện ra cái này nó. Ăn nó giống như bánh mặn đó chị. Cái bánh mặn đó mình. Nó giống giống bánh mặn mà giống giống bánh ướt. Nói chung là mỗi một món ăn nó sẽ có một cái hương vị khác nhau. Kết hợp với nước chấm các loại nữa thì nó sẽ ra mà mùi vị riêng biệt của nó. Chị nhớ mà bánh mặn là bánh gì chị? Là cái bánh mà bột dày dày nè, ở trên người ta có một lớp thịt rồi củ sắn rồi bầm xào lại nhau đỏ đỏ đó. Nó giống giống rồi. Ở nào chị dẫn em đi ăn ngon. Em ăn bữa nào chị Mai làm cho em ăn. Mai biết làm món nước đỏ. Chị Mai làm món đó là đúng là bánh mặn luôn đó. Bánh trống nè Linh. Em kêu đã rồi em để đây. Dạ. Để em thử. Nghiên cứu thử cái bánh. Giờ cái này chỗ khác đi để cho nó ăn. Để cho nó trơn nha. Dạ dạ. Mình em quá để. Hấp dẫn. Ngon nè. Hấp dẫn ăn với Linh cái đi, mình ăn hết ba cái đó đâu, chị đảm bảo luôn á. Chị nhìn thấy là thấy ứ hận giùm Linh rồi đó. Trong có gì? Có con tôm á. Ở trong có thịt bằm nữa. Đó là khoai môn. Nghiên cứu khoai môn thịt bằm với con cơm hả? Dạ. Đậu xanh hả chị? Đậu xanh, bánh trống thì nó thường sẽ có đậu xanh. Nó có miếng thịt bò ở bên nó gì nè. Nhưng mà không biết tại sao nó lại gọi là bánh trống chứ chị. Chị cũng không hiểu, hình như nó cái chén người ta có giống như không biết tới không nữa. Cú bánh chén nè, ủa lộn, cú rau nè. Đó, rau bánh. Không biết ăn được chua hả? Không, em lấy cái chén thôi chị. Chấm rồi nha, ăn cũng như chấm giống như là nước chấm, y như nước chấm của bánh xèo vậy đó. Tính ra một cái bánh nó dạo này nó có nhiều tên gọi. Hình như chị nhớ là ở Tiền Giang hay sao nó có cái bánh gọi là bánh vá nữa. Vá kiểu giống như để vô cái vá chiên ra người ta gọi là bánh vá. Chắc cái bánh này nó bị vào một cái giống như cùng. Ngon 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 chị Mai. Ngon chị. Ngon hả? Nhưng mà nó hơi béo béo. Béo béo hả? Vừa thì có cái cốc dừa có đậu xanh. Nhưng mà chị vẫn cân thì chị đừng nên ăn để em. Thôi chị cũng chia sẻ. Em không ăn rau luôn á hả? Dạ. Nên không ăn rau luôn hả? Mình ăn thử một cái không thôi, hồi mình mới ăn với rau. Các bạn nào ké không? Người ké với Linh rồi. Mình lại chị ủng hộ cho nó cái này. Sao
sao không? Dạ không. Sao mình chỉ riêu giống như mấy cái riêu là... Ờ, không cho cảm nhận rồi. Chưa ra đúng không? Ăn thêm miếng nữa đúng không? Để em làm thêm cái nữa mới được. Không nhưng mà ngon. Vậy thôi hả? Không phải cho Dũng. Tại em lay theo chị á. Tiếp đi em. Thôi. Từ thôi ngon. Cái đó cái ngon đó là do chị không có biết là như thế nào, còn em mới review chân thật chứ. Thì đó em nói ngon đó. Nó chứ ngon hả mọi người? Ngon. Đó. Nhưng mà nó hơi nhạt nhưng nó hơi bé bé. À, có hơi đúng nhiều dầu. Chắc phải có đậu hả chị? Cái đậu xanh. Cái lớp ở ngoài nó rất là giòn nha. Nhưng mà ở trong thì nó lại kiểu bột mà bột đậu xanh với lại khoai môn á. Mình ăn nó cảm giác nó hơi béo. Vừa miệng lắm. Nhưng mà cuối cùng là sao? Cuối cùng là à, cuối cùng là ngon. Cuối cùng rốt cuộc là ngon đúng không? Thì riêu giống như không. Chắc chắn là phải ngon rồi. Mình mới tới mình ăn. Nhưng mà nó ngon là nó ngon như thế nào? Để nghiên cứu. Linh là phải nghiên cứu. Chắc phải thêm cái nữa quá. Chắc phải thêm cái để nghiên cứu nữa quá. Sa đéc thì còn gì ăn ngon nữa không? Còn gì đặc biệt không? Chị nhớ sa đéc cũng có nhiều đặc sản. Kéo ăn rồi. Hồi trước sa đéc ăn rồi. Rồi cái hủ tiếu sa đéc em thấy nổi tiếng đó, chị ở Sài Gòn hay là ở mấy cái tỉnh là có hủ tiếu sa đéc. Và sau tí nữa mình sẽ đi vòng vòng mình kiếm thêm món gì đó để mình ăn. Ở đây hình như có đàn bột, em nghĩ chắc là bánh ở đây ngon á. Có bánh hả? Bánh dân gian cũng nhiều loại ngon lắm á. Lát nữa mình vòng vòng kiếm thử coi có bánh dân gian hay không. Em sao định, mà Linh? Em định nói bánh bía rồi đó mà em chực nhớ bánh bía với Sóc Trăng. Bánh bía Sóc Trăng Linh ơi. Rồi thôi, vậy ăn nhanh đi, mình chuẩn bị đi tiếp để qua địa điểm mới. Xe Linh dừng xe cái. Dạ, rồi chị mở cửa đi chị. Sao vậy chị? Làm gì nè chị? Mua gì được hả? Chị thấy cái này nè, ngon lắm, xuống đây mua đi. Lại ăn? Ừ. Ủa, trời ơi, chị? Ăn cái gì nữa chị ơi, em no muốn chết luôn. Đi đi, trời ơi, cái này lâu lắm rồi chị mới thấy cơ. Nè. Rồi, ăn lên chục ký rồi chị. Kìa. Cái này về là vậy nè. Nè. À. Ủa, cái bánh này lâu lắm rồi chị mới thấy á. Bánh gì chị? Bánh khoai mì nướng. À, khoai mì nướng. Cái tròn tròn đúng không chị? Trời ơi. Ủa, còn không chị? Sắp hết rồi. Còn giờ đây em chụp cái luôn đi. Chị ơi, mình mới ăn rồi luôn đó chị. Mình mới ăn bánh tầm gì đó. Lên xe mình ăn. Bánh thì lâu lắm mà chị không ăn á. À, bánh à. Đố tụi em là làm bằng gì? Dạ là bằng mì, khoai mì. Đúng rồi, củ khoai mì giả ra. Phải không chị? Lỡ này. Ủa nướng lâu không chị? Chút xíu không? À, bà chủ hơi ngại, còn em là sao? Dạ, cô bà chủ. À, con bà chủ, vậy con bà chủ phát biểu nha. Bà chủ nhỏ. Bà chủ nhỏ. Ủa, cái này mình bán đây lâu chưa em? Tôi bán cỡ gần mười mấy năm rồi chị. Mười mấy năm rồi hả? Dạ. Là bán mấy cái này thôi hả? Dạ, đúng rồi. Ồ, đó giờ mình bán đây không hả em? Dạ, đúng rồi. Lúc đầu là bán đằng kia mà công ty giờ lại đây. À, là mình chỉ bán chuối nướng với lại khoai mì nướng, bánh khoai mì thôi. Dạ, cái cây trên mâm đây là bán hết. Chị ơi, cho em 10 trái chuối, cái trái chuối đó. Ủa, 10 trái là hả? Mới nói no quá, ăn hết nổi rồi mà. Dạ, trừ hao chút đói á chị. Trời ơi. Hồi nãy thấy chị Kha cầm thêm mấy em bọc kem nữa. Dạ, Phương Ngọc. Bé Ngọc. À. Bé Ngọc ăn bánh biết nó đẹp. Bình thường người ta lại đây người ta mua bánh, người ta sẽ kêu qua chỗ của cô gì? Chú nước bắt chiên mà chị. Chú nướng gì? Chú nướng bích chi. Bích chi. À, dạ. Có cái công ty bò bích chi đằng này đúng không? Dạ đúng rồi. Là đằng này cửa. Cho nên là gọi là chú nướng bích chi. À, cái trái chuối này là chuối gì vậy hả chị? Chú nướng hả chị? Cái này là chú xiêm nướng. Chỗ này là chú gì ta? Là chú đó là chú sống đúng không? Còn cái kia mới là chú chín. Dạ. Vậy cho em 5 trái chuối màu trắng, 5 trái chuối màu vàng nha chị. 5 trái chín, 5 trái sống. Quá trời chị Kha rồi. Không, chị sợ mọi người. Lắm. Em sợ mọi người đói chị ơi.
quá trời luôn vậy đó mà nói mình thiệt chứ. Em sợ mọi người đói chứ bộ. Em ăn luôn chú nướng không? Chú nướng với nếp kìa. Hồi nãy á chị. Dạ thôi em rồi. Em thấy ngoài đó có bán bánh bột bán là bánh gì đó? Bánh bột bán là cái bột bán mà nấu lên thì cái da. Ủa mà ta làm sao cho dính lại được ta? Chị không gặp nữa, chị chỉ biết là bột bán dính nè. Ấy là cục tròn tròn. Bánh bột bán. Ở trong có thêm nhân đậu xanh nữa. Dạ. Ủa ở đây là có bánh bột bán. Dạ đây là chị. Dạ. À mẹ. À. Em muốn ăn hả? Ăn luôn hả Mai? Ủa Mai mới nói ăn nữa hả? Mà kỳ vậy Mai? Thấy ông chẩn quá đi. Nè, mua về cái luôn hả? Lấy cho bé Mai 10 cái luôn đi em. Nếu nào mua thì ăn đó nha, chị ăn bánh thôi mà. Mai em không ăn gì, ấy lại ít đi hơn 5 cục ly. Rồi bé Tươi, em ăn thêm 10 trái chuối nướng nữa không? Dạ thôi, em mà không có giống như hai chị này, em chịu chán thôi. Tí có gì em ra em nói nhỏ với cô chủ sau. À, là đập dẹp ra hả chị? Hay kia đừng dè đập. Ăn gì chị? Thì em không thích đập thì để nguyên. Để nguyên đi. Đừng để nguyên giùm chị nha, bé Ngọc đừng đập ngay nha. Ở bên mình á thì chuối nướng này nè là có bán mà chuối sáp á. Còn đây là chị nướng chuối sim. Mà cũng khó kiếm cái loại chuối này nướng á chị. Ờ. À, khách đi ra đi vô liên tục ha. Từ mấy giờ đến mấy giờ cô? 9 giờ. Dạ, 9 giờ bắt đầu bán. Ngày bán 500 trái thì em cô. Cái này... Cô cười là biết rồi đó. Cũng vậy này là nhìn chắc có vẻ là cũng ăn ở đây thường xuyên hả chị? Dạ. Ăn thường xuyên luôn? Vài bữa chắc là vài bữa. À, vài bữa là... Cái này dễ ăn mà. Mua mối bao nhiêu năm. Chị thích cái bánh mì này nè mà bây giờ ít chỗ bán lắm. Cho nên nãy đi ngang nhìn thấy cái quẹo vô liền. Ủa cái này là mình thay mì với dừa với mè hả chị? Yeah. Rồi còn gì nữa không chị? À, cái chuối này bọc lại để đừng có khét hả chị? Ờ, để nướng cho dễ. Chứ thôi nếp mà để dưới nó dính. Thơm quá, nướng vàng nên thơm nha. À, cái quay này mì này nướng cũng nhanh. Cái quay này quá dụng. Hồi nãy thấy còn nếu bây giờ nhanh quá chứ bộ. Hay em chuyển qua em bán bánh chị. À, thì tùy em bà để trước cửa hàng á. Em gọi em nướng bán. Em suy nghĩ thôi, em suy nghĩ em đề co lại cái chỗ. Quá bánh không làm để cho em nướng. Em tự làm. Được rồi tự làm rồi nhắm là có ổn không? Ủa sao em không hề tin tưởng cái chút nào vậy? Em ăn gì Linh? Múc bút bình nước dừa lắm. Dạ thôi em ăn với mọi người được rồi. Ăn với mọi người ai cho đâu ăn. Linh đó cho em chụp trái chuối nướng. Tại vì hồi nãy giờ cứ chọc Linh không à. Linh đâu dám kêu chứ một chút mà tắt cái quay rồi là Linh thế nào Linh cũng kêu. Tắt máy quay rồi là chơi cho chụp trái. Cháu kẹp nè. Linh em ăn cái chuối nước nướng là hợp lý á. Đúng rồi. Chị thấy em giống vậy đó. Em ăn vậy là... Chị cho chuối giống Linh ha. Cái này chín luôn. Bạn nó ngán lắm á chị. Có nếp hả? Nếp, đúng rồi, có thằng nếp. Cái này nướng bằng than. Cho hai trái luôn. Nhìn than không có trái đỏ mà giờ mà là mau chín quá ha. Cái trái đỏ là nhìn khác. Thế Mai, giờ chị làm một cái xe về để trước cửa hàng. Em bán thêm trà tắc gì đó. Trời ơi. Trà chanh giả tay gì đó, giả cho nó lâu một chút cho lên chuột. Đúng. Ai vừa tập gym luôn. Tập gym luôn, khỏi đi tập gym, khỏi tốn tiền gym luôn. Ông mình có khi nào mình ăn nhiều hơn bán không chị? Chắc cũng chị không không bán mà tụi em ăn á. Giỡn ẹt hả? Nói chị ơi. Ủa chú nãy bỏ sai chị. Bán cho cửa hàng một ngày. Bây giờ bán cho khách nhãn lai. Bây giờ ăn là ăn một lần mà đi mãi mãi luôn. Đúng rồi, nhiều khách nhãn lai mà. Không, còn không bây giờ khuyến mãi đi mua trang sức của mình thì mình tặng trái chuối. Chạy vô nhà chợ rồi. Tặng rồi, cái phần chuối đó là ai đầu tư? Còn được 7 cái. Sếp đầu tư. Trời ơi, ngon nó mới đầu tư chứ làm dễ ẹp vô đầu tư, không có đầu tư đâu. Làm thử test trước cái đã, coi ổn thì đầu tư. Chị có nhận đệ tử không? Cho em lên em học 3 ngày, em về em mở cái xe. Em học 3 ngày mà về mở hả? Dạ. Em chắc học cỡ 3 năm.
Ủa cái này dễ lắm á chị. Phải không? Cái khoai mì này nè, về gọt vỏ ra, cái đem đi luộc. Luộc cho nó chín xong rồi giã cho nó thành vắt tròn tròn. Cái xong cái mình lấy cái đồ mình làm gì? Mình ủi ra. Mình ủi ra cho nó dẹp dẹp như vậy là mình bán được. Bạn khoai mì không sao dẹp gì được bà. Chị có nhận hai tụi em làm đệ tử không chị? Ờ nếp nữa. Nếp với dừa. Này này nhiêu? Dạ. Chị nhận rồi mà không được dạy mấy năm thì không biết. Cái khoai mì để riêng cho chị nha em. Còn chuối cũng mấy đứa để riêng cho nó đi. Cái phần mùi trái của chị là để riêng nha em. Cái mì còn mình chị ăn. Cho nên để riêng. Cái mì chị này mua. Ủa không phải mọi người ăn em để riêng. Đây xong rồi. À, năm trái này. Ôi nóng quá. Nếp luôn chị. Ôi thơm phức luôn bà con cô bác. Này đủ chưa? Rất là ngon luôn. Nặng trái nữa nè. Quá không biết sao thì cầm. Bé gái ơi chị. Em chị biết sao hai trái nữa. Nóng quá bà con cô bác chắc thì phải lấy đi. Thả thì rồi. Ôi nóng thổi vừa ăn bà con cô bác ơi. Tính tiền nha Mai. Ăn không? Đứa nào ăn không? Dạ không. Rồi cảm ơn. Ủa, em ăn chuối với chị Kha. Ăn chuối với chị Kha hả? Ăn chuối với chị Kha. Trời ơi vậy mà nói giống cưng. Mấy cục chạy lên. Chị Kha đâu có chuối đâu em. Ăn chuối với chị Kha. Ngon quá bà con cô bác. Chị Kha đâu có chuối đâu. Thơm dẻo. Chị vừa mua xong. Ủa chị mua gì nữa chị Mai? Mì dẻo. Chị nên mua gì nữa? Bánh không bán của chị đó. Với lại mè nữa. Vừa thơm vừa dẻo mà vừa béo nữa. Rất là ngon luôn. Rồi không rồi phải không? Thôi mình lên đường mình đi mọi người ơi. Dạ. Dạ. Thùy Kim Khiết và các chị em trong team xin chào tạm biệt bà con cô bác ạ. Hẹn gặp lại bà con cô bác ở clip tiếp. Xin cảm ơn rất nhiều. Cái thơm quá.